phở đó. Ở trong hẻm đó thôi, chuyện nhỏ nhưng mà ngon. Nhỏ. Đó, bộ rẻ không nè. Đây là tôi liếc vòng vòng cho đây thôi cái mua. Đó. Mà thế ào ào coi như là anh là số 1. À, thấy chưa? Gọn gãy á. Ok. Ở gần chợ Cốc Quỳnh trong cái hẻm nè. Ê các bạn. Bữa nay là thứ bảy là tà tà đi vòng vòng đi lại quán phở của chị Hạnh ở đây nè. Mình ăn nhiều năm lắm rồi. Nhưng mà nhà phở truyền thống Hoa Cốc kìa, vừa ngon mà bổ rẻ nghe. Chú có chơi ăn quá trời lâu rồi. Nhưng mà bà chủ á thì bả mở chi nhánh trên trời rồi. Nói đúng là nói vậy chứ chỉ bị mất bị Covid. Thật rồi. Như là hưởng thọ 65 tuổi à. 68 hả? Dạ. Đó. Ở thăm rồi chi tiết rồi. Vậy đi. Rồi. Đây là tô phở quán cốc về đường mà tô phở truyền thống nha, mình ăn biết lâu lắm, nhiều năm lắm rồi đó. Rồi đó. Đây là phở của chị Hạnh đây. Và chị Hạnh chỉ mở chi nhánh cao ở xa lắm. Sau cái trận Covid đó là bà phái con đó theo luôn rồi. Dạ. Dạ, thì tôi ghi đây để tôi lên ghi kỷ niệm. Dạ. Đây. Dạ. Mấy em ơi, chỉ truyền thống nói gì vậy? Đó. Bây giờ bắt đầu ăn nha. Nè, phở chín chưa? Đó. Thôi giờ mà ăn phở thì giờ ngon quá, giờ cảm ơn nhiều nha. Dạ, thôi bye bye. Dạ, vài bữa đó tới nữa. Dạ. Bye. Vậy đi. Rồi, dân luôn. Quất láng hết.